Hi, xin chào các bạn. Video hôm nay Vinh sẽ so sánh hai cái dòng sản phẩm cao cấp của Yamaha, đó là piano Yamaha CRV 675 và Yamaha CRV 775. Đây đều là những cái sản phẩm cao cấp được khách hàng ưa chuộng và tin dùng, nằm trong cái loạt series CRV. Ở cái phân khúc đàn piano điện Yamaha thì chắc chắn đây là cái loạt series CRV là cái loạt series được ưa chuộng nhất hiện nay trên thị trường quốc tế cũng như là trên thị trường đàn piano Việt Nam. Bởi ở các cái dòng CRV nó sở hữu một cái kiểu dáng sang trọng, tiện lợi, gọn nhẹ. Cùng với đó là những cái công nghệ bàn phím mới nhất, âm thanh mới nhất của hãng. Ở cái phần âm thanh thì Vinh có thể kể ra là hai cái mẫu âm thanh cao cấp được tích hợp trên các cái dòng CRV từ 500 trở về sau này. Đó là dòng Yamaha CFX là cây piano concert cao cấp và hay nhất, tốt nhất hiện nay của Yamaha ở cái phân khúc đàn piano grand đó các bạn. Và ngoài ra thì Yamaha cũng độc quyền ở cây đàn piano Bossenrofer khi tích hợp ở trên các cái dòng Yamaha CRV một cái tiếng Bossenrofer. Ở hai cái dòng tiếng này nó rất là đặc biệt nha các bạn. Nếu mà bạn thích một cái âm thanh piano nó sáng, nó trong, nó sáng và nó nét hơn thì các bạn sử dụng cái tiếng Yamaha CFX. Còn nếu mà bạn chơi, bạn muốn cái tiếng nó trầm, nó ấm, nó mềm mại hơn thì lựa chọn tiếng Bossenrofer. Đây là một cái điểm mà mình rất là thích khi mà trên màn hình lựa chọn hai cái tiếng mặc định. Về công nghệ bàn phím thì ở các cái dòng CRV từ 500, 600, 700 đều được Yamaha nâng cấp và cải tiến mỗi ngày. Ở các cái dòng series này thì Yamaha đặt một cái hệ bàn phím gỗ tự nhiên. Cái công nghệ Grand Touch nó mang đến cho cái khách hàng cái cảm nhận giống hệt với một cái đàn piano grand cao cấp của hãng. Về các cái dòng series thì hiện nay cái dòng CRV 700 là dòng mới nhất hiện nay. Ở các cái dòng CRV thì Yamaha chia rõ ra ở hai cái phân khúc tầm trung và tầm cao cấp. Ở cái tầm trung thì nó sẽ là các cái model, ví dụ như ở cái dòng series 7 thì nó sẽ có cái dòng model như là 725, 735, 745. Còn ở cái dòng cao cấp thì sẽ có các cái model như là 775 và 785. Ở cái hệ phím và loa ở cái dòng 775 và 785 nó cũng khác biệt hoàn toàn so với cái dòng 745 hoặc là 735. Và tương tự như vậy ở cái dòng series 600 cũng vậy. Ở cái dòng series 675 và 775 là phân khúc đàn piano cao cấp. Dòng 675 được sản xuất vào trong khung thời gian 2017 đến 2019 và kế tiếp sau đó là 775 được sản xuất 2020 đến 2023. Cái giá trị hiện nay nó chênh lệch nhau khoảng 10 triệu đồng. Vậy những khác biệt, những cải tiến ở dòng 775 so với dòng 675 là gì? Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vô nha. Về thiết kế ngoại hình giữa 675 và 775, khi mà chúng ta đấm cái nắp đàn lại thì nhìn từ bên ngoài nó giống hệt nhau, khó mà nhận ra cái điểm khác biệt giữa hai cái model. Cũng trang bị một cái lưới loa giống nhau, chiều cao, chiều rộng, kích thước ngang nhau, và cũng trang bị một cái thùng loa ở dưới giống hệt nhau luôn. Về thiết kế ngoại hình nhìn bên ngoài giống hệt nhau. Khi bắt đầu mở nắp bàn phím ra thì chúng ta sẽ nhận thấy cái điểm khác biệt. Khi Yamaha CRV 775 nâng cấp hơn, sử dụng cái bảng màn hình là cảm ứng và nó sẽ ộp đi khi chúng ta không sử dụng. Ở cái dòng piano Yamaha CRV 675 là nút bấm nhựa vẫn giữ cái thiết kế cũ, còn ở trên dòng CRV 775 là màn hình cảm ứng. Bây giờ mình mời mọi người nghe âm thanh trước nha, để cảm nhận cái âm thanh của đàn. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái tiếng Yamaha CFX. Bây giờ là tiếng Bossenrofer. Thank you.
Đầu tiên là Yamaha CFX. Tiếp theo là tiếng Bossen Ruffer. Đánh giá về bàn phím của 675 so với 775 thì cái cảm nhận của Vinh thì Vinh đánh ở trên 775, nó cũng mang đến cảm giác nó nhẹ và nó nảy hơn ở cái dòng 675. Tất nhiên rồi, ở bàn phím của 675 là một hệ bàn phím tốt, nằm trong những cái hệ bàn phím tốt nhất hiện nay, nhưng mà so với 775, ở cái dòng 675 cái cảm giác của Vinh nó hơi lì và nó hơi nặng hơn so với cái dòng 775. 775 nó sẽ nó vẫn là một phím nặng nhưng mà nó vừa phải hơn, và cái độ tốt, độ nảy của nó tốt hơn so với cái dòng 675. Về âm thanh, Yamaha CUB 675 và CUB 775, nếu bạn là một người chơi chuyên nghiệp, chơi lâu năm và thật đấy kỹ thì chúng ta mới cảm nhận được cái sự khác biệt. Ở cái điểm khác biệt giữa 775 so với 675 thì nó không có nhiều đó các bạn. Ở cái mức thang điểm, ví dụ như cho ở cái 775 ở mức 9 điểm thì 675 nó ở mức 8 điểm, nó chỉ chênh nhau 1 điểm thôi. Tất nhiên ở 675 vẫn là một cái công nghệ âm thanh chất lượng cao cấp, nhưng mà để mà đặt lên bàn cân so sánh với 775 thì nó vẫn kém hơn xíu. Kém ở đây là cái phần âm thanh bass đó các bạn. Khi Vinh chơi trên 775, ở cái phần âm thanh bass của cây 775 nó mang đến cho Vinh một cái âm thanh thật hơn, giống với đàn Pinot Grain hơn so với dòng 675. Và các cái tính năng mở rộng như là kết nối Bluetooth, thêm âm giả thanh thì Vinh đánh giá hai cây là như nhau, không có sự khác biệt nhiều. Hai cây đều kết nối được Bluetooth và trang bị một số âm giả thanh. Ngoài ra thì có một số cái điệu để hỗ trợ cho việc học tập và chơi. Đó là tổng quan hết tất cả những cái khác biệt và nâng cấp của 775 so với 675. Nếu cái tài chính của bạn lên quanh ở mức 35 triệu đồng, bạn là người mới bắt đầu và cũng sẽ theo đuổi con đường chuyên nghiệp thì lựa chọn 675. Nó sẽ cái mức tài chính phù hợp đối với bạn. Ở cái 675 so với 775, nếu mà bạn là người mới chơi thì rất khó để bạn cảm nhận được cái sự khác biệt về âm thanh giữa hai cái đàn này. Còn nếu bạn có mức cái tài chính thoải mái, bạn muốn một cái đàn nó có năm sản xuất gần đây thì lựa chọn 775, nó sẽ phù hợp hơn với bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.